Mời cả nhà. Rồi mời nha. À, mời mấy cô mấy chú nha. Món này gì không biết rồi. Cái này mình báo với bạn này, dù con này bạn gì không biết thử coi. Đây đây có gì tiền nhau. Trứng trứng trứng. Này trứng này. Món này như món chay sao sao. Đúng rồi. Ê khoảng. Đúng rồi. Cá mà. Chay cá hả? Cá. Cá hả? Món này nè. Chất sang đồ ăn qua đó, chắc dĩa nó đưa chất sang. Cái này chưa biết gì, các bạn thử cái này coi. Ăn rau không biết cái gì đúng không? À, thử miếng rau nha, cái này, này cây cây thảo, bắp cải, này bắp cải coi. Sau khi thời gian hỏi người này hỏi kia, cuối cùng nó biết nó là hậu kỳ như vậy. Các bạn quay quay ha. Xúc xích các bạn. Thử cá. thử coi ngon không? Dễ ăn các bạn. Thử ra. Cá các bạn, cá phi lê nè. Không biết cá gì. Có món này lạ lạ là ăn rất là lạ. Còn có này thích kỳ quá. Biết cái gì? Cà ri cá nha. Món này, món này lạ nè, món này mới thấy nè, cà ri cá, cá cà tím. Mình hấp nước đó. Đậu ve. Đây điểm nhấn là món canh gà các bạn. Điểm nhấn là canh gà của người Trung Quốc. Nước thanh ngon, thanh ngọt. Nó lấy thành cơm gà mềm bợ không ngon, nó nước ngon. Có miếng gừng, miếng gừng canh gà, canh gà Singapore. Wow, đây có nước suối Coca nè các bạn. Nhưng mà nước suối nó mắc hơn nước ngọt nha. Ở bên Singapore nước suối nó mắc hơn nước ngọt các bạn. Wow, sầu riêng dễ thương ha. Wow, kem hấp dẫn quá. Wow, không gian quán ăn rất là dễ thương các bạn. Ở đây nó giống như một cái chợ vậy đó. Cứ xem như nó là một cái siêu thị đi. Mà chuyên có đồ ăn, bán đồ ăn nhiều. Cũng có quần áo nè. Bên này có bán trưng bày rượu nè các bạn. Toilet nè, acid. À, shop nam nữ bia, copper. Đây khu của người Tàu các bạn. Phố của người Hoa. Wow, mấy cửa hàng bán đồ siêu nhân nè. $1 50 đô. Những cái trang phục của phim Trung Quốc à. Lên trên tầng cao nhất. Oh, trên đây có tiệm, có những cái tiệm hớt tóc nha. À, salon tóc nè. Trên đây chủ yếu làm đẹp, tập gym ở dưới cái tập gym các bạn.
Còn đây giống như phụ liệu tóc các bạn, rất là nhiều thuốc nhuộm tóc. Rồi trên này là tầng cao nhất là cũng hết rồi. Khu này bán trò chơi, game, trò chơi thiếu nhi. Bên đây cũng vậy các bạn. Rồi thôi đi xuống lại chỗ quán cơm này, đánh giá quán cơm này nha, ăn không có ngon các bạn. Ăn qua qua cho nó xong rồi chứ không có ngon. Thì mình đi ăn cơm đoàn mà, mình đi tour mình ăn cơm đoàn cũng không có trách được. Ở Singapore các bạn rất là ít chỗ hút thuốc nha, các bạn đứng ngoài đường hút thuốc vẫn bị phạt tiền nha. Đặc biệt các bạn thấy những cái chỗ nào mà có cái thùng giống như thế này nè, có đồ gạt thùng thuốc như thế này nè mới được hút thuốc nha. Còn chúng ta hút những chỗ khác là bị phạt nha, camera nó sẽ phạt nguội. Ngay cái ngày mà chúng ta đi về nước á, hoặc tới cửa khẩu á, tới sân bay chúng ta sẽ bị phạt, họ sẽ cho mình xin cái camera mình hút thuốc ngoài đường, số tiền phạt rất là nặng nha. Rất là nhiều xe du lịch, xe hơi các bạn, không thấy chiếc xe máy nào nha. Lúc nãy mình ăn cơm trong chỗ này nè các bạn, Haverlock 2 ở tầng 1. Lâu lâu hiếm thấy được chiếc xe máy các bạn, 155 Yamaha. Ở đây cái đầu nguyên vàng xe máy của Singapore nè các bạn, 135. Chiếc này cũng giống như chiếc Center nha, Yamaha nè. Có thiết kế cái thùng phía sau nữa nè. Sau khi ăn cơm xong thì bây giờ xe sẽ tiếp tục chở đi điểm kế tiếp. Nhà mình đó. Mỗi người một khẩu vị khác nhau cho nên hỏi được không chứ không hỏi ngon là vậy đó. Hỏi được không mà, đừng hỏi ngon không đâu. Được. À. Đó, vậy nghe kỹ em hỏi nha. Ăn được không? Được. À. Ăn được là được. Chứ còn ngon là không ngon được đâu. Đúng không ạ? Ngon thì hy vọng trưa mai sẽ ngon hơn. Trưa mai ăn buffet thì dễ ăn hơn. À. Còn sáng thì cũng đơn giản thôi. Không phải buffet như ở Việt Nam mình đâu. Ăn hà rồi. Món này món kia đâu, ở bên này thì cũng giới hạn lắm, bên xin giới hạn lắm, đơn giản thôi. À, rồi ăn được là được mà, ăn được là được. Yeah. Ăn xong rồi bây giờ mình sẽ đi ra bên thuyền, chúng ta sẽ lên du thuyền, mình đi chơi. Và những thành viên nào mà chúng ta không đi chơi thì vui lòng ngồi trên xe, nha cả nhà, vui lòng ngồi trên xe. Bác tài có nhiệm vụ và trách nhiệm phải đưa mình về tới khách sạn. Đó. Những người nào mà không đi thì tí nữa xuống tới đó là vui lòng ngồi trên xe không bước xuống nha. À, thì những người nào đi chơi mình xuống thôi. À, còn ngày mai á thì nhớ Hùng dặn một số thông tin ngày mai, những dặn luôn cho những người không đi chơi nè. Ngày mai á là đoàn mình sẽ đi tham quan công viên sư tử biển là một. Thứ hai là đi đảo Sentosa. Thứ ba là đi trung tâm dầu gió chính phủ và trung tâm Kim Hoàng. 4 điểm, rồi ăn trưa, rồi mới đi qua Malaysia. Đó là những gì đề ngày mai. Có hai vấn đề, không, có hai vấn đề mình lưu ý nè. Cái thứ nhất, sáng ngày mai á, ăn sáng là lầu 4. Khi xuống ăn sáng là kéo vali xuống luôn, trả phòng ở nhà mình, kéo vali xuống luôn. 7 giờ là mình kéo vali xuống ăn sáng, 7 giờ ăn sáng, nhà hàng mở cửa sớm, 6 rưỡi mở rồi.
như mình 7 giờ hẳn kéo vali xuống ăn sáng. Ăn sáng xong là 8 giờ xuất phát, 7 giờ 50 kéo xuống để trả chìa khóa. Khách sạn mình có 3 cái thang máy mà, nên rồi nó hơi chậm 50 phút. 8 giờ là xe lăn bánh, có nghĩa là 7 giờ 50 mình kéo hành lý xuống và 8 giờ xe lăn bánh. Hồi nãy là nhà mình cũng đúng giờ, tại vì có một thành viên để quên tiền ở trên phòng á, nghe nói đem đâu đó cũng lâu 70-80 triệu gì á. Đem dữ không biết nè, kêu anh đem gần 100 chai đúng không? 100 chai ra sân bay cho chia ra nguyên hồi sáng, chia ra nguyên đoạn đó. Ớ, nhớ hả? Đúng rồi đó. Đúng rồi, bỏ 100 chai chia ra 5-6 người. Ờ đó. Vậy dạ, mà tức là quên tiền phòng mình lên lấy thì phải trễ 10 phút thôi cho đoàn mình đúng giờ á đó. Thì ngày mai là 7 giờ 50 mình kéo vali xuống, 8 giờ xe lăn bánh. Một vấn đề thứ hai cực kỳ quan trọng đó là hộ chiếu không được để trong vali nha cả nhà. Hộ chiếu là phải mang lên xe sáng ngày mai á, hộ chiếu không được để vali. Cái này rất quan trọng nha, gọi là cực kỳ quan trọng luôn đó. Hộ chiếu nó không được để hộp xe nha, hộ chiếu là mang lên xe. Rồi một cái nữa, ngày mai khi lên xe nhớ cầm chai nước ở trong phòng lên xe để uống buổi sáng, buổi trưa em mới phát nước, phần nước ngày mai, nên nhớ cầm chai nước trong phòng lên xe uống. Không đủ thì nhớ trong phòng mình có cái bình thủy nấu kỹ kỹ. Người Singapore ở đây có rất rất là nhiều nơi, đặc biệt là người địa phương, họ sẽ uống nước tại vòi là bình thường, nhưng mà mình thì rất là ngại, cho nên chúng ta không giống như là bên Úc refill tại vòi được, mà chúng ta sẽ cho nó tốt, cho nó an toàn là mình nấu lên, nó nguội. Ở trong phòng mình thấy có trà với cà phê không ạ? À? Rồi đó là miễn phí, thì mình nấu nhiều nhiều cái để nguội, sáng ngày mai mình chế cho chai mình cho nó sẽ uống buổi sáng. Không phải ngoài hết buổi đâu đó tầm khoảng 10:30-11 giờ là có chỗ refill nước nữa, có chỗ chăm thêm nước. Nhưng mình chỉ uống là lúc buổi sáng lắm. Vậy phần nước ngày mai có phát, nhưng mà là khi phát lên xe bên Malaysia tụi em mới phát cho nhà mình, nên mình nhớ là một số cái lưu ý nhỏ mà em nhắc cho cái nhà mình như vậy, nhớ giùm em Hùng nha. Rồi đó, rồi phía trước mình có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái tòa nhà nhiều cửa sổ nhất ở Singapore. Tòa nhà này có 936 cánh cửa sổ, rất là nổi tiếng ở Singapore nha. Đây là cái bảo tàng, đây là cái bảo tàng. Nhưng mà trước đây nó không phải là bảo tàng, không phải là viện bảo tàng. Trước đây nó là sở cảnh sát của người Anh. Sở cảnh sát người Anh. Rồi, rồi gần 30 thành viên đi chơi thì chuẩn bị xe dừng lại ở đây. Mình đi xuống nha. Đó. Mình có gì cầm theo thì mình cầm theo. Nước gì đó thì mình cầm theo, nón thì không cần cũng được, tại vì mình đi buổi tối mà. Rồi, các thành viên đi chơi thì mình sẽ xuống xe ở đây. Những thành viên không đi chơi quay lòng ngồi trên xe. Bây giờ chuẩn bị tới sông của Singapore, con sông mà người ta múc nước mặn vào. Nói chung là còn một con sông nhân tạo. Sông Singapore. Wow, đẹp quá các bạn. Tới đây và mua vé và lên thuyền. Nếu ai mà không đi thì xe sẽ chở về khách sạn. Còn nếu mà đi thì một người đóng 550 đô. Kinh cha. Khá là nhiều người các bạn, da màu, da vàng đầy đủ luôn. Ấn Độ rất là nhiều luôn.
Wow, trò chơi nguy hiểm quá các bạn. Đó, xong rồi chơi đó đó. Có người ở trên nha. À, nguy hiểm quá. Rất là nhiều chị em tạo dáng à, chụp hình. Đây là những con thuyền du lịch tại sông Singapore. Con sông này con sông nhân tạo. Nghe nói là lọc nước từ con sông này để cho người dân Singapore uống nè. Chỗ này là mua vé các bạn, mua vé xong rồi. Bây giờ lên tàu thôi. Đi chị. Còn mình đi ra sông rồi nha. Ra sông rồi. Sông rồi được không? Rồi vào tàu thôi các bạn. Tàu gỗ. Rồi người ta dành hết chỗ ngồi phía sau rồi, hết chỗ ngồi rồi. Đi chậm là vậy đó các bạn. Hết chỗ ngồi rồi. Nhìn trông giống Hội An các bạn. Rất là nhiều màu sắc rực rỡ, giống Hội An vậy. Trải nghiệm à, sông Singapore. Sông nhân tạo các bạn, từ bờ này qua bờ kia gần ha, không có xe nha. Rồi hơn 6 giờ rồi các bạn, trời tối rồi. Seafood. Wow. Đẹp nha, đẹp nha.